Con RXR nay giá đang tốt hả anh chị? Rồi 15, nay là 75 năm nha anh. Giá là chưa giấy nha. Rồi em trả lời mấy anh chị nghe có rõ không? Rồi 15 là 75 năm nha anh. Rồi 150 nay là 48 năm nha anh. Dạ Sachia 55 à. Nè, CBR 150 bản ABS nè. Dạ không anh ơi, mẫu rất soi bên em hết rồi anh ơi. Bên em có con CBR 150 màu Redson nè. Con này giờ là cực hiếm luôn, giá tụi em bán bằng giá cùng màu hết luôn. CBR bên em đang bán là 76 triệu bản thường nha mấy anh. 84 là đối với bản ABS. Giá trên là chưa bao gồm biển số. Con CBR Redson này là quá đẹp luôn. Con này là Sarai là Tepid ở Indo nha anh. Sarai này giá là 74 chưa giấy. Sarai này đi là bao ngầu luôn nè. Phần đầu của nó nè, tóc thuộc tóc xe đao. Son nít trắng đỏ là 66 triệu nha anh. CBR bản thường này là 76 triệu nha anh. Còn bản có ABS là 84 triệu à. Bản này bản ABS nè, 84 triệu. Rồi nãy anh chị nào nói coi con chiếc R15 này, R15 phục vàng 2018 à. Rồi đem đi vô trong cho mấy anh chị xem thêm xe ha. Mấy anh chị có cần hỏi về trả góp hay là về xe gì đó thì báo em quay cho mấy chị xem. Đây mở trên 28 của anh đây, đẹp cực kỳ luôn. Bên em còn chiếc màu cam này đó. Cái đèn của nó nè. Để em quay xong con chiếc mệt kinh này cho anh gì anh xem ha. Mấy anh chị nghe có rõ không ạ? À, bản 2019 thì đồng hồ led nè. Lãi suất thấp thì bên em có nhiều lãi suất thấp lắm nha anh. Anh ghé bên em đi, mấy bạn ngân hàng tư vấn cho anh tùy theo cái hình thức mà mình trả góp ra. Dạ sa chia mà anh đưa 25 triệu thì đi thành phố thì anh còn số còn lại thì anh vay thì lãi nó tầm 1 chấm mấy anh, tùy theo cái hình thức mình vay là có chứng minh thu nhập hay không. Dạ về các hình thức trả góp á, mấy anh chị liên hệ trực tiếp cửa hàng giùm em để mấy bạn ở cửa hàng tư vấn cho mấy anh chị nha. Bên em cũng mới về mấy dòng Raider nhiều lắm, có một bản Raider Yoshimura nè. Sa chia giấy thành phố. Sa chia giấy thành phố khoảng ra giấy khoảng 60 triệu 500 nha anh.
Dạ, xe nhập thì chất lượng nó tốt hơn anh ơi. Dạ, hiện tại ở đây bên em còn có con bển kinh màu cam đen này anh. Màu này là màu đẹp nhất, em thấy đẹp nhất luôn á. Đi là nổi luôn á. Raider bên em còn con màu trắng đẹp kỳ luôn. Dạ, Sonic giờ giá bên em đang tốt với chị. Chị muốn hỏi màu nào? Dạ rồi, em ra cho mấy chị coi Veo ha. Đây có con Veo màu bạc. Để em soi con Veo màu bạc cho anh coi ha. Sonic chị hỏi màu nào chị? À, màu nào anh? Dạ, 150 218 bên em giá bây giờ là đang giảm sát luôn á nha anh. Đây vô các bạn đây. Dạ, Sonic đen nhắm ông đỏ là 63 nha anh. Dạ đúng rồi anh, ghé bên em cà phê chơi anh ơi. Rồi con Sachi vàng đen bên em sáng còn con cuối cùng luôn, khách hốt rồi. Dạ, cái chống trộm với lại cái remote thì là gắn rời nha anh, xe không có tích hợp sẵn nha anh ơi. Veo 150 hiện tại bên em có màu bạc, màu đen, màu trắng. Màu bạc, màu đen, màu trắng. Còn màu đỏ nữa nha anh. Em cho anh chị coi mấy con 150 218 nè. Nếu mà có điều kiện anh chị lấy 150 thì nó hay hơn 125. 150 nó có đồng hồ điện tử nè. Đó, đi Veo thì cái cổ xe của nó đi nó thấp hơn hạp lắm. Đầu nó đẹp hơn. Đó, chị thấy không? Cái sàn thì nó không có cái để chân rồi nó thoải mái hơn. Veo hôm nay 150 tụi em bán còn có 48 năm tất cả các màu luôn nha anh chị. Đây, màu bạc này lắm anh chị ra mà coi là đẹp cực kỳ luôn. Thích liền luôn. Quay đủ góc cho anh chị coi luôn. Mấy anh chị xe giùm em nha. Xe giùm em rồi anh chị coi xe nào thì bảo em. Không anh, 63 triệu là chưa bao giờ biển số anh. Dạ bên em có chống trộm anh, chống trộm bên em hiện tại gắn là 1 triệu nha. Giá em báo xe thường là giá chưa bao gồm biển số rồi. Nè, nãy anh chị nào hỏi em con CB với con Bandit nè. Đây, con Bandit đây. Dạ, phải không? 27 hết rồi nha anh. Đây, con RXR đây. RXR đây. Đó, bên em còn con màu trắng nè. Có màu xanh nè. Rồi anh chị nào xe giúp em nha. Đây có màu trắng đây. Màu trắng này anh nào mà chạy lên Tết này là đi là nhìn sang cực kỳ luôn. Sonic giờ tùy màu nha anh, tầm 61 với 63 nha anh. Chỉ có riêng màu trắng đỏ là nó mắc hơn thôi. Đó. Đó, anh chị thấy đẹp không? Còn màu trắng này là hàng thực phẩm luôn nè, hiếm lắm mới về á. Dạ đúng rồi anh, Veo hiện tại bên em là cuối năm còn những ngày cuối nghỉ Tết rồi xả hàng hết luôn anh ơi. Giá bây giờ là giá tốt nhất luôn anh. Không có năm nào mà giá Veo thấp như năm nay đâu. Đây anh chị nào nãy hỏi coi em con CB nè. Winner bên em mới về mấy con Winner Indo anh, GTO anh. Giá tốt lắm luôn. CB này Tết nào mà mấy chú mà để dành mà đi phượt đồ là tuyệt vời. Dạ anh ơi, bây giờ cuối năm rồi phải giảm giá xe để cho mấy anh chị có xe đi Tết anh ơi. Đây em quay thải mấy dòng cái con Demon cho mấy anh chị coi nha. Mấy anh chị xe giùm em nha.
Dạ rồi anh đợi em chút, em quay xong con Demon này cho mấy chị coi rồi em quay qua con Sonic nhám mâm đỏ cho anh xem. Rồi dòng Demon này bây giờ mà mấy chị sắm mà những con màu đỏ hay là màu trắng đỏ này mà mấy chị đi top là cực kỳ hợp lý luôn á. Bio sáng bên em hôm nay bio là bằng giá hết nhanh, giá 48.500 hết nha. Trắng đỏ mâm vàng nè, thấy không, phẩm luôn. Đi con này ra đường không ai biết là hình dịch là tụt luôn cho ti luôn. Bình xăng của nó nè, em cho anh mấy chị coi cái góc nội của nó nè. Nó ngồi dễ thương lắm, nó ngồi ngắn 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 thì dễ thương lắm. Để em quay qua con Sonic đen nhám, hồi nãy anh nào hỏi em á, con đen nhám mông đỏ nè anh ơi. Rồi mấy anh chị share giúp cái like này giùm em nha. Mấy anh chị cần cái gì thì nói em quay em tư vấn nha. Anh thấy con Sonic đen nhám màu đỏ cho anh 125 hôm nay, bio 125 hôm nay còn 38 năm nha anh. 125, 150 nó chênh nhau 10 triệu á, 150 thì 48 năm, 125 thì 38 năm. Đó, đen nhám nè mấy chị, mâm đỏ nè. Bản này là bên em bán chạy lắm luôn, khách đã thích lắm.